Trận đấu tiếp theo, Xiang. Bên kia là Babylon, đương nhiên là quân tươi hơn rồi. Xiang và Baby. Kèo đấu chúng ta chờ đợi bài của Tếu có đẹp hay không. Quả đầu là một bãi quả 6 cây. Rồi quả 6 nhưng phải dò kỹ mới thấy được cái quả này. Vẫn là quả xấu thôi. BG đóng hơi tù, không còn cái vị trí khác. Thấy bãi quả đánh luôn cùng trong trận đấu thứ hai của trận đấu thứ hai này, có cái F25 dân cũng được, thêm bãi quả nữa cũng khỏe đấy. Chưa lên đời đến từ Bèo.
Đào thì vàng này, nên thi công. Đánh chém nhưng vẫn đóng 2 BS. Tí sẵn sàng chuyển sang đánh cung R. Chặt gỗ. Bài khỏe, lên mắc công nghệ. Không có ở trên 12 giờ rồi. Rồi, thấy bãi quả L1A luôn. Ủa, quả đầu ông thế này thì thảm nào lên muộn. Vãi trưởng quả này. 5 tầng dốc cho nó mát. Tôi đang liên tưởng đến ruộng bậc thang của người Yên Bái. Đương nhiên là Bèo sẽ đánh chém trận này. Rồi, đóng A luôn. Đây là con giò. Đóng P à? Khả năng đóng P đấy. Rồi, mất luôn con phù đồng. Cung R chuẩn bị đến nơi. Bắn bãi vàng nào, bắn bãi vàng. Bắn bãi vàng luôn. Chạy rồi, chắc chạy rồi. Thế trận chúng ta đang không mất quá nhiều sức để có thể đi được đối phương. Lên sớm, lực khỏe. Bắn máy vàng nè. Ta luôn thêm một cái BS nữa để ăn gỗ. Chú ý một chút. Bèo vẫn đang khá chảy cối. Đây rồi. Và reset.